Em xin chào buổi sáng cuối tuần đến tất cả cô chú anh chị và các bạn ở Sài Gòn. Sáng hôm nay ngày 9 tháng 4 năm 2022 và chúng ta đang có mặt ở đây là tỉnh Long An. Con đường này là con đường nối liền từ từ cầu Bình Điền đi tới đây là gần tới Bến Lức rồi nè. Hướng này là cầu Bình Điền. Sáng nay thì em có việc cùng với ông ngoại, bạn đồng nhỏ cùng với anh hai đi Bạc Liêu. Thì bây giờ đang đi tới Bến Lức, rồi dừng chân để uống nước, giải lao chút xíu rồi đi thẳng ra quốc lộ 1. Do hôm nay là ngày lễ nên thành ra người ta nghỉ lễ, người ta đi về quê rồi rất là đông, nên đường cao tốc bị kẹt. Nên mình đi theo đường quốc lộ 1, theo con đường truyền thống. Rồi sẵn đây trên đường đi thì có những thông tin gì đó hay hay chia sẻ cùng anh chị và các bạn thích chơi cho vui ha, trên cái chuyến hành trình này. Rồi bây giờ chúng ta cùng đi từ Sài Gòn, Long An rồi đến xuyên các tỉnh miền Tây. Mời anh chị và các bạn. Thank you.
và sau 3 tiếng xuất phát từ Sài Gòn, đi qua Long An, đi qua Tiền Giang, rồi đi qua những cái đoạn đường xe rất là đông nè, và chúng ta bây giờ đang có mặt ở khu vực Cái Bè gần với Vĩnh Long. Xe đông quá nên tấp vào cái trạm dừng chân ở Cái Bè đây. Ở đây thuộc ấp Mỹ Hưng A, xã Đức Đông, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang. Ở đây có trạm dừng chân Minh Phát, rất là lớn luôn, quá trời. Trong đây thì xe hơi, xe khách, xe tải vô rất là đông ha. Hôm nay chúng ta thấy xe khách xuống nè, một đoàn khách. Những ngày nghỉ lễ thì đi về những con đường ở các tỉnh rất là mệt mỏi, đặc biệt mấy đường đi về Vũng Tàu rồi đó, hoặc là kẹt cứng luôn á. Trong đây mình đi vô trạm dừng chân xem một vòng ở đây ha, cho ngoại bằng đồng nhỏ nè, ngoại bằng nhỏ đi vệ sinh rồi ăn uống chút xíu. Mọi người thấy đây rất là rộng ha. Đây có con cá hải tượng. Con cá hải tượng 15 năm tuổi, nặng 200 kg, 15 năm đó bà. Đây là ông ngoại với lại anh hai đây. Rất là lớn luôn, 200 kg. Cá này thuộc loại cá phong thủy. Ở đây nước ngọt hay nước mặn ba? Nó bự quá trời bự luôn. Hồi xưa giờ ở trạm dừng chân này là điểm đặc trưng là có con cá hải tượng. Đây đi qua các gian hàng đặc sản của miền Tây. Đó, nem. Hồi xưa thì khi mà lên xe đò thì những đặc sản này được rao bán. Nhưng bây giờ thì có trạm dừng chân rồi. Đây bánh bía Sóc Trăng. Hồi nữa chúng ta sẽ đi ngang qua tỉnh Sóc Trăng. Thì trên đường đi thì em quay chia sẻ anh chị bạn một đoạn ha, để mình thấy được cái đoạn đường từ Sài Gòn tới Bạc Liêu nó như thế nào. Cái xứ sở cơ cầu dưới sông Cá Chốt, trên bờ Triều Châu. Đây là cơm sữa. Rồi chúng ta đi tiếp ha. Đây có bánh in. Rồi chuẩn bị ra xe đi tiếp thôi. Không có chép Nhật. Nó đói. Thấy người ta là tưởng đâu thả đồ ăn đói.
Và sau đi khoảng 6 tiếng 7 tiếng 7 tiếng chúng ta tới đường Trần Phú, phường 7, thành phố Bạc Liêu rồi. Mời anh chị bạn bạn chúng ta ăn bún cá, bún nước lèo. Ở đây là số 649 Trần Phú. Đây tô nước lèo, bún nước lèo là giống như đặc sản Sóc Trăng đó mà. Lần đầu tiên ăn món này luôn. Này có cá với lại da heo quay nè. Này cá lóc. Có bì nữa nè. Có bì nữa. À, thử miếng nước lèo nha. Mời chị và các bạn nha. Có vị lạ lạ. Không có nghe mùi mắm đâu, phải nghe mùi mắm. Không phải. Không. Này giống như là đã nấu nước lèo với cái gì á. Hay là có chút xíu mắm gì hay là cái loại mắm gì mình cũng cảm thấy nó ngon ngon. Anh tới đúng giống đúng lắm. Hay là cái loại mắm gì đó nó cái mùi nó khác. Rất là cái nước lèo, rất là giống bún mắm. Chắc có chút xíu mắm hả? Rất là cũng ngon. Được không? Bao giờ không? Xe vua kìa, xe vua rồi đó. Đây còn xe vua nữa mà. Đó. Ủa mà chở hàng chứ không phải chở người hả? Người thấy không có thấy cái chuồng ngồi ta. Ngồi quay ngược làm sao hả? Muốn ngồi quay kiểu nào ngồi. Tối đi thử. Rồi. Đây là tô đặc biệt là 42.000 nè. Có bì, có cá, có heo quay. Nước lèo với xôi. Rất là thơm. Đó, rồi cho anh chị và các bạn chúng ta đã tới thành phố Bạc Liêu và đây là đường Bà Triệu. Thì bây giờ cũng hơn 3 giờ chiều rồi. Bây giờ em đi nhận phòng khách sạn rồi hồi nữa chúng ta sẽ gặp nhau trong video clip ở khách sạn. Còn bây giờ ghé nhà chú, người chú ở Bạc Liêu. Rồi chút xíu nữa mình sẽ gặp lại trong video clip tiếp theo ha. Hy vọng là trong cái chuyến đi dưới Bạc Liêu này thì cũng có gửi lên nhiều hình ảnh của cô chú anh chị. Một cái thành phố, một cái tỉnh Minh Hải ngày xưa, bây giờ tách ra là Bạc Liêu và Cà Mau nè. Rồi hẹn gặp lại anh chị trong clip tiếp theo ở Bạc Liêu nha.